Muito tiền. Você. Một túi nghìn rưỡi. Giáp đi. Giáp bao nhiêu tiền? Đây. Đây các bạn này. Chiều hôm nay đi xích ngô các bạn ạ. Thì gặp Sa Bê Ngô. Hả? Sa Bê Ngô. Ngô. Ừ. À Sa Bê. Tức là đi xích ngô ở casino, tức là chỗ cái casino của người Trung Quốc á. Thì gặp một cái chị bán rau ở đây các bạn này. Chị bán rau này không phải là cái chị bán rau mà Nhật hay quay được trước đâu. Đấy, chị bán rau này, chị nói tiếng Việt rất là giỏi. Để chiều chị một chút các bạn nha. Chị ấy biết là Nhật làm video như thế này có tiền này. Chị ấy biết là em làm YouTube có tiền đấy chị ạ. Bao nhiêu một túi? Để Nhật mua một ít ốc các bạn ạ. Đấy. Thì ốc này là ốc vàng hay là ốc bươu ấy chị nhỉ? Hả? Ốc này hình như giống ốc vàng nhỉ? Ốc vàng hay ốc bươu đây? Nhật cũng không biết này. Nhật không biết là ốc này ốc vàng hay ốc bươu. Nhưng mà cũng giống ốc vàng lắm. Đấy, chị ấy đòi 2.000 một túi nhưng chị ấy bán 1.500. Gì đây? Hoa chuối 500. Đấy. 500. Cái hoa gì đây? 500 một cây. Một cây hoa chuối 500. Rồi. Hoa chuối? Ừ. Angolano grande được aqui. Ừ. À. Đấy. Amiga. Nó lê vào tôm. Nó lê vào tôm đó. Chị ấy nói rất là giỏi. Cái gì đấy? Ớt cay. À ớt cay. Amiga muito bom. Rất giỏi. Amiga rất giỏi. Rất giỏi tiếng Việt. Bao nhiêu một túi? 1.000 một túi. Thế mà đòi đắt thế. Đắt thế kể. Amiga đòi đắt quá. Em đòi đắt quá. Anh mua sao được. Fala thì eu com ra, còn nào fala eu não com ra. Pode deixar. Deixar não com ra, não tem dinheiro. Depois eu muito tenho. Ah, muito tenho. Nada. Ốc bây giờ bán 2 túi 2.000. 2 túi 3.000. Nào, 2 túi 2.000. Nhật mua. À, bao nhiêu tuổi rồi? Bạn bao nhiêu tuổi? Mon nom est Ju. Hey. Hello. Chị ấy đang còn nghe điện thoại các bạn ạ. Hello. Với chị ấy có một cái đặc biệt, có một cái ngón tay thứ 6 các bạn này. À, tốt, escuta. Đấy, nên có cái đặc biệt như thế này. Hey, mana, deixa mua đấy, sao đây á? Có cái đặc biệt như thế này nên là chị ấy nói tiếng Việt rất giỏi. Não vendi nada ainda, tome uma aqui, não vendi nada. Chị ấy nói tiếng Việt rất giỏi các bạn ạ. Tá. Đúng là muôn sắc màu của cuộc sống các bạn nhé. Rất nhiều người học tiếng Việt rất là giỏi. Ela fala a língua Việt Nam muito bom. E agora bom. Eu queria embora mandar Bela pra vir pra nós vender. Você fala. Tá bom? Quero. Quero. Quero amiga bao nhiêu tuổi rồi? Eu não sabia falar. Ah, quanto Janut? Quanto Janut? Só que aí mesmo me afirma. Sim, firma, tá bom. Ele tá a perguntar, vai comprar isso. Sim. Dá pra fazer marketing e assim vai também levando os outros. É. Não é porque é por mal. 34, eu 39. É mais velho do que eu, anh. Yeah, em. Tá bom. Anh Nhật.
Fala, eu como lá. Você é muito chique. É. Anh. Fala, eu como lá. Você é muito esperto, já? É? Você é como gravar eu ali? Você ganha também. Vou ganhar. Não. Minha irmã já ganhou. Tá vendendo o produto dele, ele vai fazer pro pessoal que conhece, vai levar mais dinheiro do que você. Quero. Ele vai levar mais que só, sim, eu sei. Ele vai passar pro colégio produto lá no filho. Quando, filho? Essa é coisa cor de rosa, né? Viste? Eu. O rapaz. Quando? Alface. Fala Mendi. Fala vietnamita. Pau de tem cinco filhos. Cinco filhos? Ah, bạn ấy có năm đứa con các bạn ạ. Mindu. Mindu tá bom. Đứa đôi là 2000 à? 2000. Nhật vô hai ai ai đùm ốc các bạn này mà Nhật cũng không biết là ốc bươu hay là ốc vàng. Nhưng mà cứ mua về ăn các bạn ạ. Ele também sabe falar. Não sabe. Se ele não tiver, vou vir buscar aqui. Eu tento andar com ele, que sou motorista. Não se preocupe. Anil! Anil! Amigo! Você ligar ele. Đâu vé? Đâu vé? Anh có đâu? Nhà lá vai tay. Trồng búa không có, cái trồng chim trồng chỉ có cái này là không có thôi. Có cả rau stress. Nếu mà có thích người Việt Nam không? Nó đáng sẽ phải là Việt Nam. Đấy. Nhiều thì rất thích người Việt Nam mua rau vui chơi rất nhiều. Nó sẽ phải là Việt Nam. Đấy chị ấy. Compra já tudo tui, bao nhiêu tá bom. Não, eu compro assim. Pô. Ah, tá bom. Không. Tudo bom, nhìn tá bom. Ăn không hết. Ít người. Vì, có được gì? Ít người ăn không hết. Có sao? Thôi chào nha. Tôm yêu tây. Sao? Như vậy là trò chuyện với chị ấy một chút thôi các bạn ạ. Vâng, chào chị. Bây giờ Nhật sẵn đi chip ngô thì ngồi đây mua rau và trò chuyện với chị bán rau một chút các bạn nhé. Thì để cho các bạn biết được thay đổi được cái không khí của Nhật Nguyện Vlog các bạn ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chào Việt Nam. Chào.